Bây giờ là 11 giờ kém 15 phút. Chúng tôi đang bước những bước chân chập chững đầu tiên để chinh phục đỉnh Bạch Mộc hướng mé về Xin Xí Hồ. Cung đường này thì nó sẽ khác so với cung đường ở bên Sàng Ma Sáo, là cung đường bên kia đi 3 ngày 2 đêm, nhưng mà cung đường bên này chỉ đi 2 ngày 1 đêm thôi. Hình như là đỉnh Bạch Mộc đằng kia sao? Em ơi, đỉnh Bạch Mộc hướng nào? Chính là nó đấy à? Lộc bà Việt bắn tỉa đi Lộc ơi, à Việt ơi, bắn đi về anh viết báo. Kìa, cái đỉnh mà chúng tôi chinh phục chúng ta nhìn thấy ở đây này, trông rất gần thôi nhưng mà leo khá là mệt đấy. Em tên gì nhỉ? Tả. Hôm nay đồng hành cùng chúng tôi là 98. Đồng hành cùng chúng tôi hôm nay là poster Tả ở bản Dền Sung. Em ấy sinh năm 98 thôi nhưng mà có vợ rồi sao ấy? Thế mấy cây vợ. Đường này vẫn là đường ở trên. Đường này đang làm đường đi thông qua các xã. À, thủy điện à. Ừ. À, đây đang có dự án xây một cái thủy điện rất là to ở đây, nên là đường đang mở. Khá là xấu. Em phải bảo OK. Ở đây chỉ là những cái bước đầu tiên thôi, cho nên chưa có cái gì đó quá đặc sắc. Tí nữa vào trong rừng thì tôi sẽ cho các bạn thấy là ở trong cái hướng đi ở phía Xin Xí Hồ này sẽ có cái gì. OK. Ở đây có một loại hoa màu tím khá đẹp. Theo lời poster nói, hoa này là hoa để thờ của người da đỏ. Về phải tra xem cái loại hoa này tên là hoa gì. Đẹp đấy. Bọn tớ mới bước những bước chân đầu tiên thôi nhưng mà đã cảm thấy cái vẻ đẹp của cái cung đường bên này. Đầu tiên là sẽ gặp một con suối, mới có một cái nhà ngay ở đây. Ồ. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không đi theo ven con suối mà đi ngược lên. Ừ. Đây có một cái tảng đá sống ảo rất đẹp. Sao đây? Ở đây ngồi làm gì? Chúng tôi sẽ ra đây chụp ảnh ở đây. Cả bọn trẻ đang ăn gì đây? Ôi, quay đi đấy. Hả? Me á? Quay gì? Me rừng. Me rừng à? Đây là me rừng nhỏ à? Ăn ngon lắm. Gặp mấy đứa trẻ nó đi vặt bao nhiêu á? Cái gì đấy cháu? Chuột ra đây chú xem nào. Nó chạy không? Chết rồi. À chết rồi. Bẫy à? Là sao? Chuột rừng à? Ồ nhìn ngon thế. Này về thịt à? Nhìn ngon thế. Con này to hơn này. Cái này là bẫy từ hôm trước hôm sau lên lấy à? Hôm qua. Ô con này đây là con sóc chứ? Rúi. Đây. Đây có phải chuột đâu? Đây là con sóc. Con sóc cũng bẫy được siêu thật. Cái này về được bữa rồi. Về đảo hay cái gì? Ớt à? Đảo ớt à? Vừa gặp bọn trẻ nó đi bẫy chuột. Thế chắc còn nhiều thứ hay ho ở trong cái rừng này. Đi đã. Đây là một cái cầu do người dân làm, chỉ bằng 4 cái khúc gỗ thôi. Chúng tôi phải đi sang mé bên kia để lên trên đỉnh. Hay là cái nhóc cái này nó không đi tắt đi. Ừ. Gôn đã sang. Toàn màu đỏ. Đi. Thật nha.
đi ghê phết. Đến cho tôi rồi. Việt đã đuối. Chắc là đang ốm giờ. Anh ta đang rất là đuối. Đây là mạn đối diện với... Hình như tôi nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn đấy sao. Với Việt đi được không? Được nghe, đây là cái cách bóp gió của Gold này. Em bóp gió truyền thống của người Dao à? Vâng ạ. Đấy. Chỉ cần một ít nước nước này, nước suối hoặc là nước nóng được, nghe theo poster của mình nói thì nước nóng được, sau đó chúng ta sẽ bóp gió. Ui, gió dài này đây, những người mà dính gió sẽ ra kiểu đỏ đỏ, nhưng mà đỏ kiểu đỏ thẫm, rất là nguy hiểm. Oh. Cố lên. Cố lên con ơi, sắp đến đỉnh rồi. Ta nhìn thấy đỉnh rồi kìa. Đỉnh sắp đến rồi. Cố lên. Trên đường đi các bạn sẽ, sau khi đi qua, vượt qua một vài con dốc, sẽ thấy một cái thửa ruộng bậc thang của người dân nằm ở lưng chừng đồi như này. Nhưng mà mùa này chưa thấy người ta cấy. Đang là tháng 3 rồi mà chưa thấy cấy gì cả. Chắc ở đây người ta chỉ làm một vụ thôi. Ok, chúng tôi vào đi tiếp đây. Đẹp quá. Ở đây có một cái nhà sàn của người dân. Trước cửa nhà của họ là một cây đào rất là đẹp. Có người à? Xuân đã về rồi. Đào đẹp chưa? Đẹp quá. Đoạn này là đoạn cây cối khá là rậm rạp. Rêu có điều kiện phát triển đây rất tốt, tại vì đây là rất là ẩm thấp. Bên cạnh đấy có những cây này cây thảo quả đúng không em? Cây này cái gì nhỉ? Giả thảo quả, nhìn như kiểu thảo quả nhưng không phải. Và những cây chuối rừng. Không thấy cái buồng nào đây. Đi trên đoạn đường này tôi tưởng tượng như kiểu lạc vào thế giới của phim công viên kỷ Rula. Hả? Cái gì ở xứ sở thần tiên nhỉ? Alice ở xứ sở thần tiên à? Thật nghĩ là những cái đoàn Hollywood thì không phải tìm đâu xa, hãy về với Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều địa điểm đẹp như này để có thể quay những cảnh tuyệt vời. Úi dồi, thử thách. Wow, bây giờ là chui qua một vườn thảo quả. Thảo quả này nếu mà tôi không nhớ không nhầm là hình như thu hoạch vào tháng 11. Đúng không? Đúng. Vườn thảo quả rất là tốt. Chùm đầu. Đi rất là mát mẻ. Rừng ở Việt Nam mình rất nhiều rừng có những cái đoạn đường giống như này. Đi qua vườn cây thảo quả. Ok, bắt đầu đến một đoạn đường bằng. Đoạn này dừng rồi đấy. Chưa nghe thấy tiếng suối chảy chứ à.
chưa đến chỗ nghỉ ăn trưa. Mục đích, mục tiêu tiếp theo của tôi và là mục tiêu gần nhất đó chính là tìm cái chỗ suối chảy để ăn trưa. Thôi, tạm thời dừng á, mệt quá. Đây là một cái vườn thảo quả khá là lớn. Cái vườn thảo quả lúc nãy chúng ta đi qua chỉ là một vườn thảo quả nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà vườn thảo quả này khá là khủng bố. Chúng tôi đi qua một đoạn khá là lâu rồi nhưng mà chưa hết cái vườn này. Mùa này là mùa hanh cho nên là thảo quả bắt đầu bị vàng hết cái lá. Sau khi vào mùa hè đến cái mùa mưa thì cây thảo quả bắt đầu chắc là sẽ tươi tốt trở lại. Đoán đấy thôi. Đấy, bây giờ mới hết vườn thảo quả. Đây là toàn bộ cái vườn thảo quả chúng tôi vừa đi qua. Nắng đang chiếu vàng ươm. Ok, đi tiếp thôi. Bố cái lần này cũng dẫn đi lên núi à? À. Tốt. Thôi càng đông khách càng vui. Càng đông khách càng vui. Cầm cái máy quay mệt phết. Ui. Trên đường đi lên đỉnh Bạch Mộc phía Shizuho các bạn có thể gặp mấy cái lán, nhưng mà đây sẽ là cái lán to và đẹp nhất và lợp rất chắc chắn bằng tôn. Những cái lán vừa đi qua thì người ta chỉ lợp sơ bộ và chỉ làm bằng bạt thôi. Còn đây là cái lán rất là chắc chắn, làm bằng tôn. Mặc dù mục đích thì chỉ giống nhau để sấy thảo quả thôi, nhưng mà những cái lán chắc chắn thế này sẽ là một nơi nghỉ lý tưởng cho những ai leo mà quá mệt, không thể tiếp tục nữa và nghỉ ngơi lấy sức cho vào ngày mai, leo vào ngày mai. Lán đẹp thế, chắc chắn thật đấy. Bao nhiêu gỗ đây, rất đầy đủ chỗ ngủ. Wow, bên này là một cung. Đây người ta lấy được tổ ong ở đâu này? Đây có một tổ ong vừa bị lấy hai quả trứng. Và đây là một suối cạn có nước chảy nhưng rất ít. Cung đường rất đẹp. Em ơi, chị mình đi dọc cái con suối lên à? À ừ, tưởng như dọc con suối cạn này thì ngon quá. Ok, tôi tạm thời dừng ở đây nha. Sau hơn 2 giờ leo từ bản Dền Sung, chúng tôi đã có mặt tại vị trí con suối này, chính là nơi dừng chân để ăn trưa. Con suối này chính con suối chảy từ thượng nguồn về phía dưới hạ nguồn ở chỗ bản Dền Sung. Đây là một địa điểm nghỉ ngơi rất lý tưởng, mát mẻ, vừa có nước uống. Nếu mà các bạn mang quá ít nước thì ở đây có thể là một điểm tiếp nước lý tưởng. Chúng ta lấy nước xong rồi ta đi tiếp. Tại vì từ bây giờ lên trên phía đỉnh Bạch Mộc kia chỉ có những cái khe nhỏ thôi, chứ không có nước dồi dào bên này. Ok, bữa trưa hôm nay chúng tôi chỉ có xôi thôi, xôi thịt. Giờ chúng tôi sẽ phải ra nạp năng lượng để tiếp tục hành trình tiếp theo. Ua. Đây, bữa trưa chỉ có xôi, trắng và thịt. Lạc với cả hành khô hay sao ấy? Lạc à, để xem nào. Gôn bỏ hết cái này ra anh xem nào. À, có lạc, ngon quá. Bên này là gì đây? Xôi,
xôi, xôi và xôi. 1, 2, 3, 4, 5 suất xôi, một ít thịt băm và một ít muối lạc. Ăn thôi anh em ơi. Đâu? À ở đây. Vừa đi hái mua rừng à? À cái này cái gì nhỉ? Trầm tân. Trầm cân á? Trầm tân. Trầm tân á? À cái cây mà anh bảo trầm tân á? Đấy. À mình ăn lần rồi bây giờ không nhớ. Đây cây trầm tân. Ăn thôi, ăn thôi, ăn đi. Mời các bạn nhé.